cố định trong phòng ông nội à? Con đi đái thì con đi đi đái. Em lên cái hai kìa, em lên ngồi kế hai kìa. Em chia hai rồi, em ngồi sát với hai kìa. Anh nó sủa này. Hello con. Mèo bị sao? Mèo ngủ gục. Mèo vừa ăn cơm. Mèo mèo vừa ngủ gục. Sao con không đi chơi với Như với Tài? Con đang ngủ với Như. Ồ, Như kỳ quá à. Như không cho con đi chơi chung ha. Bác Diệp đâu biết là Như hẹn với anh Tài đâu. Con đâu biết luôn. Ồ không? Con đang dậy xong con nghe Như nói Như đi anh Tài lên. Ờ. Ừ, bởi vậy con không được đi. Buồn nhỉ. Như kỳ quá. Có ăn cơm không? Dạ. Trước phải cố định trong phòng ông nội à, con đi đái thì con đi đi đái. Em lên cái hai kìa, em lên ngồi kế hai kìa. Em chia hai rồi, em ngồi sát với hai kìa. Anh nó sủa này. Hello con. Mèo bị sao? Mèo ngủ gục. Mèo vừa ăn cơm. Mèo vừa ngủ gục.
Sao con không đi chơi với Như với Tài? Con đang ngủ xong rồi Như. Ồ, Như kỳ quá à. Như không cho con đi chơi chung ha. Bác Việt đâu biết là Như hẹn với anh Tài đâu. Con đâu biết luôn. Ồ không? Con đang dậy xong rồi con nghe Như nói Như đi anh Tài lên. Bởi vậy con không được đi, buồn nhỉ. Như kỳ quá. Có ăn cơm không? Dạ.